Được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu luôn phát huy tinh thần kính Chúa yêu nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương và gắn bó kháng khít trong khối đại đoàn kết toàn dân. Tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với sống tốt đời đẹp đạo, các giáo xứ trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động, xây dựng nhiều mô hình, trong đó tiêu biểu có cộng đồng xứ đạo 3.0, không trẻ em bỏ học, không hộ nghèo, không tội phạm, 3 an toàn, về con người, về tài sản, về tôn giáo, phong trào bảo vệ môi trường, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 5 năm trở lại đây, cộng đồng giáo dân thành phố Vũng Tàu đã đóng góp hơn 420 triệu đồng ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa vì người nghèo, hơn 750 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị bão lụt, đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn. Cộng đồng nữ tu trên địa bàn tham gia tích cực vào quá trình xã hội hóa công tác giáo dục, thành lập 8 cơ sở giáo dục mầm non cho trẻ ở độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Mình là tu sĩ thì là theo Chúa với những cái lời khấn riêng, đồng thời qua cái hoạt động tông đồ là cụ thể là vấn đề giáo dục các cháu ở đây, đó là cái hướng để cho mình thứ nhất là thánh hiến bản thân mình, đồng thời mình cũng là phục vụ cho mọi người, trong đó là các cháu là tương lai của đất nước. Dù ở góc độ nào, trong mỗi gia đình, các hoạt động ngoài xã hội, đồng bào Công giáo cũng luôn gương mẫu và tích cực. Với cái phương châm là sống tốt đời đẹp đạo, trong những cái năm qua thì đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố đã đoàn kết cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố phát huy cái truyền thống yêu nước, thực hiện tốt cái nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các cái phong trào thi đua yêu nước tại địa phương vì một cái mục tiêu là xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại. Qua đó thì góp phần củng cố và xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể cũng chính là động lực để bà con giáo dân tiếp tục đồng hành, ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, qua đó đóng góp công sức xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, giàu đẹp.